Thì năm mới này nếu như mấy anh em chơi game Free Fire vào mùng 1 Tết, các bạn sẽ có cơ hội nhận tài khoản có full trang phục, có hộp ma thuật, cũng như là sẽ có cơ hội nhận 20 triệu kim cương miễn phí từ game Free Fire. Thật là hấp dẫn phải không nào mọi người? Em xin lỗi anh Kẹo, em chỉ lỡ dại nghĩ sai về anh, nên em lỡ hack ác của anh, em xin lỗi. Khi nào nick mày giàu, tao hack tiếp, he he. Em xin lỗi, em là người hack nick anh bữa trước, thằng bạn em nó nhận nó hack đó anh. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Xí Kẹo nha anh em ơi. Tình hình là mình đã lấy lại được cái ác 50 củ để làm video cho anh em rồi nhá. Công nhận là rất là vui luôn anh em ơi. Cái nick tâm huyết của Kẹo mà. Ơ, vãi hàng. Gì đấy hả em ơi? Ui, mày chạy đâu hả em ơi? Gấu thế nhở? Ok các bạn ơi, chờ Kẹo xíu này. Kẹo qua đây. Làm sao em ơi? Ui, chạy lẹ thế nhở? Hay quá em ơi. Này, hay quá luôn này. Rồi nha anh em ơi, một kill đầu tiên. Hết sức là đơn giản luôn nha mọi người. Hôm qua thì mình có đăng video lên nói rằng là cái ARK Free Fire 50 triệu của mình, mình đã lấy lại được nó. Và lúc đấy thì có 4 bạn nhận là 4 người đã hack nick của Kẹo. Vâng, như vậy thì Kẹo đã tìm ra được 4 thanh niên đã hack nick rồi nha mọi người ơi. Trong đấy thì mấy bạn này đã xin lỗi Kẹo rồi nha em ơi. Thế nên là về cái chuyện Kẹo hack ARK thì ok, Kẹo sẽ bảo mật cái tài khoản nó kỹ hơn, cũng như là hướng dẫn luôn cho anh em nhở. Đấy, hôm nay thì kể với anh em cái kinh nghiệm mà anh em chống bị hack ARK game Free Fire. Thì đơn giản thôi mọi người. Như là nếu như mà anh em chơi game bằng tài khoản Facebook thì anh em sẽ cần thiết lập bảo mật như sau. Đó là các bạn nhận mã mỗi lần đăng nhập anh em ơi. Với lại thì các bạn sẽ thêm liên hệ người quen, thêm 3 đến 5 người làm người quen. Khi mà cái ARK của anh em có sự cố thì anh em có thể là liên hệ Facebook và lấy lại được ARK nha mọi người. Cũng như là anh em tránh để lộ những cái mật khẩu tài khoản trên những cái máy khác nha anh em ơi. Ví dụ như là khi mà anh em mượn máy bạn bè anh em chơi game xong các bạn đăng xuất ra, và tuyệt đối thì anh em không được lưu thông tin tài khoản mật khẩu nha mọi người. Cũng như là các bạn không được nạp lậu kim cương Free Fire. Ngoài ra thì anh em chỉ nhận gas code từ những streamer, từ những YouTuber đã được xác nhận nha mọi người. Ok nè mọi người, đấy là những cái kinh nghiệm mà Kẹo muốn chia sẻ với anh em về cái cách để cho anh em có thể là bảo mật tài khoản tốt hơn và chống được hack nick Free Fire nha mọi người. Riêng mình thì mình cũng đã hiểu đó là khi mà một cái ARK anh em tâm huyết anh em chơi game, trong khi là anh em bị hack ARK thật sự là rất là chán nản luôn. Các bạn sẽ không có ARK để chơi game này, hoặc là bị hack cái trường hợp tương tự như Kẹo. Đó là anh em bị hack hết mất sạch trang phục, cũng như là hack hết mất sạch skin súng, thì phải gọi là vô cùng chán nản luôn nha anh em ơi. Và ngày hôm nay thì Kẹo sẽ chia sẻ với anh em như thế là xong rồi nha anh em ơi, cách để cho anh em bảo mật tài khoản Facebook và chống hack nha. Như các bạn chơi game bằng tài khoản VK thì nó sẽ an toàn hơn. Rồi nha anh em, và bây giờ thì Kẹo sẽ tập trung chơi game thôi nhở anh em nhở. Ten ten, hello. Tầm này là xem như nào, săn 22 thanh niên còn lại nha mọi người. Hiện tại thì Kẹo đang mặc cái bộ trang phục thỏ ngọc nha anh em ơi, vô cùng xịn sò luôn nhở. Với lại thì Kẹo đang sở hữu combo súng đó là UMP với lại AWM nha anh em. Bình tĩnh nào. Anh em ơi, vậy là Kẹo biết rằng là ở ngay phía trên là có một đứa nhá. Ăn thằng này hơi khó mọi người ơi, thế nên là cứ phải bình tĩnh thôi. Làm sao hả? Dính luôn một viên adup này. Sợ chưa em ơi? Sợ chưa? Chắc là sợ lắm rồi phải không? Cơ bản là sát thương gây lên từ cây súng adup mà lên người kẻ địch thì nó rất là mạnh luôn anh em ơi. Một viên vào người là mất 150 máu rồi, nên là kẻ địch nó sẽ rất là xoắn quẩy nhá. Tầm này nó sợ mình luôn rồi anh em ơi. Nó không chạy ra ngoài cái ban công kia nữa đâu. Nói chung là tuổi gì phải không nào. Nó sợ chắc luôn anh em ơi. Vậy thì Kẹo lại công vào thôi. Bạn sợ bạn không ra thì Kẹo công vào thôi. Ăn no lựu nha em ơi. Một trái lựu này và thêm một trái nữa này. Anh xem là chú chạy đâu nhá. Ơ mày, như là thằng bé này nó chạy qua khu khác rồi thì phải anh em ơi. Kiếm người nhưng không ra này. Đấy, mình câu lựu lên thì cũng chẳng thấy mất máu đâu. Thật sự là cũng khá là hên xui anh em ơi. Uầy, tuyệt vời luôn anh em ơi, 3 lô 3 này. Ây, đã ghê luôn anh em ơi. Có lượt được 3 lô 3 luôn nhá. Và Kẹo đổi qua AK này. Hôm nay chúng ta sẽ chơi combo súng là AK với lại A đúc nha anh em ơi. Đều là chữ A đầu tiên cả mà. Xem là có ngầu không ạ. Và anh em nghĩ rằng là Kẹo sẽ có bao nhiêu phần trăm top 1 trong trận đấu này? Hiện tại thì mình đang rất là tự tin luôn nha anh em. Xem như nào cái nhở. Ok. Vâng, và... Tên tên, mình đang xem là căn nhà bên kia có người hay không.
nhưng mình phát hiện ra là vẫn không có người. Nào, ở đây có ai không nhỉ? Hello anh em có thể là cho tôi biết là ở đây có ai không nhỉ? Riêng kẹo thì kẹo chạy qua đây rồi, nhưng mà lại không thấy ai cả cơ. Đấy, căn nhà bên kia thì mình nghĩ là nó cũng chạy rồi. Chắc là thế rồi anh em ơi, thế này thì đào đâu ra người hả? Ai? Không có anh em ơi, không có. Lần này thì kẹo có thể chắc được rằng là thanh niên kia bạn ấy đã chạy mất tiêu rồi anh em ơi. Thế nên là ngồi tạm đây cái nhở. Mình nghe là có tiếng chân. Thằng bé này không chịu lên à? Ok thôi đây à. Uầy, váy xanh cơ à? Váy xanh nước biển cơ à? Làm sao mà chơi lại được quả váy xám của thỏ ngọc này? Rồi anh em ơi bình tĩnh. Uầy, vãi lúa. Liệu lên luôn. Càng quá nhỉ anh em ơi. Nào ní. Tưởng gì ăn kẹo. Đây anh em ơi, kẹo quần máu đã. Anh em thấy nó chưa, ngay phía trước mắt kìa. Làm sao hả em ơi? Coi chừng cái đầu nha em ơi. Coi chừng là vỡ đầu nhá. Làm sao vậy? Uầy, vỡ đầu. Anh ấy cảnh báo chú rồi các bạn. Uầy, phía trước mắt thằng nào bắn căng dã man luôn anh em ơi. Anh em thấy đủ căng chưa? Thề luôn. Vãi, bắn gắt thế. Làm gì mà căng thẳng với nhau vậy? À, hay là anh em ơi, thằng bé nó chạy xuống phía này này. Ok, xuống đây luôn. Nào, anh xem chú chạy đâu nha. Không biết là nó có lên đây không nhở? Hình như là không anh em ơi. Thằng bé nó chạy vòng xuống dưới luôn cơ, nó không lên trên này. Hơi khó nhai nó nhở. Mình tưởng nó chạy lên móc mình thì thôi xong. Nó mà lên móc thì kẹo cho nó xanh mộ luôn anh em ơi. Cho nó lên bảng điểm số luôn đấy. Không cần phải nói nhiều nha mọi người. Ok, có giảm thanh. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Giảm thanh như này đây. Kẹo trang bị một cây A đúc thì đúng phải gọi là một combo tuyệt hảo luôn anh em ơi. Đấy, người ta gọi là sát thủ vô thanh luôn anh em ơi. Giết kẻ địch trong im lặng. Uầy, anh em thấy ngầu chưa? Rồi nha mọi người. Thưa liệu choáng nên là cứ câu lên xem như nào anh em ơi. Vâng, và hiện tại thì còn lại 15 người chơi nữa mà thôi anh em ơi. Kẹo chắc chắn là không có người rồi. Lần lần qua đây xem nào. Hello. Uầy, thì ra là ở ngay phía này hả? Ai, anh tưởng là chú ở trong căn nhà kia cơ. Mất công anh câu mấy quả liệu choáng lên, lại tốn liệu choáng rồi. Đây à? Uầy, phải hả? Vỡ đầu. Yes, ngon lành. Ai, bạn ơi, bạn ơi, vỡ đầu bạn buồn không? Chắc là buồn lắm phải không nào? Uầy, mình đang có rất là nhiều liệu đạn luôn anh em ơi. Khá là ngon nghẻ này. Tuyệt vời ông mặt trời luôn nhờ anh em nhờ. Vâng, và lúc này thì còn lại 10 người chơi nữa anh em nhá. Ok này. Những trang bị thừa thì kẹo vứt ra luôn cho nó rộng ba lô đó mà. Vâng, lúc này thì mình chuẩn bị được tận 63 viên đạn súng bắn thỉa cơ, 272 viên đạn súng trường. Phải nói là cực kỳ nhiều đạn luôn này. Thế này thì cứu bao nhiêu kẻ địch mới hết đạn đây. Rồi nha, lượn lờ qua đây xíu này. Anh em thấy không, phía trước mắt chúng ta là có ngay hai hòm thính nhá. Trong này thì mình thấy là đang rất là vắng luôn. Hello anh em. Và hello các bạn. Các bạn đâu cả rồi này? Qua đây solo với kẹo không nào? Qua đây đấu súng với kẹo không nào? Đấy, tìm kẻ địch nó vắng quá anh em ơi. Thế nên là toàn phải dụ mồi. Ui, xong. Xong luôn. Kill thứ 6 anh em ơi, ngọt sớt luôn này. Và lúc này thì còn lại 5 người chơi nữa nha anh em ơi, hóng coi nào. Ui, như vậy là cơ hội top 1 đang đến rất là gần đối với kẹo rồi anh em ơi. Nữa hả? Nữa hả? Và thêm một thanh niên nữa anh em ơi, đây rồi. Đây giờ này, viên nữa nào. Lấy bảng em ơi. Uầy, chạy đâu hả em ơi. Uầy, chạy đâu hả. Ấy, kẹo bắn hụt mất tiêu rồi anh em ơi, bình tĩnh nào. Cái chân kia. À đủ. Ấy, nó lại vào sau cây rồi. Công nhận là thông minh quá cơ em ơi. Anh tưởng là chú này. Cái chân này. Đấy, mình tưởng là cố tình nó lòi chân ra ngoài cơ. Thì ra chỉ là vô tình thôi. Bình tĩnh nào anh em ơi. Rồi nha, có lẽ như là mình sẽ công lên luôn này. Đấy, chạy thẳng qua đây luôn. Xem như thế nào chứ nhở. Đây à? Uầy, chạy đi em. Ngáo rồi anh em ơi, ngáo rồi. Uầy, vãi. Thằng bé nó chạy nhanh thật anh em ơi. Thế này thì lại không đuổi kịp nó rồi anh em ơi. Ngay trên tầng 2 luôn cả. Uầy, lẹ thế. Hơi bị lẹ nha, ok ok. Ăn no liệu đi em ơi. Thêm trái liệu nữa nè. Thêm trái nữa nha em ơi. Anh xem là chú sống nổi không này. Hóng nào các bạn ơi. Uầy, chẳng hiểu sao thằng bé em vẫn sống luôn. Ghê phết nhở. Được đấy anh em ơi. Được của nó luôn. Uầy, vãi hàng. Thanh niên nào nữa vậy anh em ơi, hơi căng rồi nha. Uầy, làm sao, làm sao.
À, anh nhiều bông keo nhá. Làm sao? Qua đây. Có rồi, qua đây nè. Nào. Ui, sao? Lên bảng điểm số luôn, 7 kill. Yes, phải gọi là tuyệt vời luôn anh em ơi. Và lúc này thì cơ hội chiến thắng của kẹo lên đến đó là 20% rồi các bạn ơi. Anh em thấy ngon nghẻ không ạ? Phải gọi là hết sức là tuyệt vời luôn anh em ơi. Ten ten. Anh em chờ kẹo xíu nhá. Đấy, mũ giáp còn mới nguyên luôn này. À, xem như nào, kiếm cái nâng giáp anh em nhở. Nâng phát lên quả giáp. Giáp trắng luôn anh em ơi. Cho địch nó sợ này. Ơ, mình thấy là cái thằng trong nhà kia nó vẫn đang còn ở đấy đúng không anh em ơi? Tầm này thì bo lại sắp thu rồi, nên là mình sẽ chạy lên phía trước anh em ơi. Mình đợi nó vậy. Sẽ lên phía trước này canh nó anh em ơi. Canh bo nó luôn. Xem là nó chạy nổi không anh em ơi. Bình tĩnh nào. Đây. Mấy giây nữa là bo thu thôi anh em ơi. Đứng đây và chờ nó nhỉ anh em ơi. Nào. Qua đây em. Qua đây em ơi. Có chị Thỏ Ngọc chờ này. Số nha anh em ơi. Nào nào nào. Qua đây em ơi. Ơ, chưa thấy nó chạy qua anh em ơi. Vãi nhở. Sao vậy ta anh em ơi? Không biết là thằng bé này nó như nào chứ anh em. Mà tầm này là nó chưa qua luôn này. Vãi hàng thật. Thôi để mình qua lại xem nha anh em ơi. Xem là nó chạy tới đâu rồi. À kìa. Uầy. Vãi hàng. Anh em ơi. Nhanh tí nữa thì được anh em ơi. Chậm tay quá. Các bạn ơi, thế là uổng một kill rồi. Chán hẳn luôn anh em ạ. Chán hẳn luôn. Uổng mất một kill. Rồi nha. Alo alo alo. Uầy. Tầm này còn lại đúng 2 người chơi này anh em ơi. Còn lại 2 người chơi nữa thôi anh em ơi. Uầy, càng ngày càng căng thẳng rồi. Các bạn ơi, 2 thằng cuối đâu anh em, đã thấy chúng nó chưa nhờ? Riêng kẹo thì kẹo chưa thấy thanh niên nào hết trơn á. Không hiểu là chúng nó trốn đâu cả rồi, nên là thôi anh em ơi, cứ bình tĩnh thôi. Hello. Có ai đây không vậy? Không thấy ai. Vãi hàng thật. Bây giờ anh em ơi, anh em thấy ai không nhờ? Không có, không có, không có. Tất cả mọi câu trả lời đều là không có thôi. Ai? Chắc là anh em ơi xuống dưới thôi. Xuống dưới này tìm chúng nó thôi anh em ơi. Hóng nào. Alo. Có ai đây không? Có ai đây không? Không thấy anh em ơi. Không thấy ai cả. Trong khi đó thì bo thu ngày càng nhỏ rồi mọi người ơi. Mọi người đã thấy căng chưa? Mọi người đã thấy nóng chưa ạ? Uầy, công nhận là mình hơi bị đau tim rồi anh em ơi. Cứ tầm cuối trận là đau tim nhá. Nào, đây à. Anh em ơi, một thằng bé ngay phía trên này. Ăn đạn ăn đúc không em? Uầy, vãi hàng. Mình bắn ngu rồi anh em ơi, bắn ngu rồi. Nào, uầy, vãi. Tí nữa xanh mộ anh em ơi. May. May chạy không kịp này. Sao? 8 kill rồi anh em ơi, ngon lành nhá. Đây, ngồi đây, quần máu thôi. Thằng nữa hả? Uầy, để quên nào. Vào đây em ơi. Thôi xong, anh cho chú ăn lựu luôn này. Anh xem chú chạy đâu nhá. Uầy, thằng này. Chạy đâu hả em, đây à? Đây à, đây à? Uầy, đây à? Xong luôn anh em. 9 kill top 1. Uầy, ngon lành. Với bộ trang phục Thỏ Ngọc nha mọi người. Bây giờ thì bye bye anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá.